Trong màn ra mắt V-League năm 2023-24, câu lạc bộ Hà Nội đã gặp nhiều khó khăn khi để thua 3-5 trước câu lạc bộ Hải Phòng tại sân Hàng Đẫy vào tối 29 tháng 10. Trong giải AFC Champions League năm 2023-2024, đội bóng thủ đô đang trải qua chuỗi thất bại khi liên tiếp thua đối thủ từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Đáp ứng với tình hình này, ban lãnh đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã quyết định bổ nhiệm ông Đinh Thế Nam, giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, vào vị trí huấn luyện viên tạm quyền thay thế huấn luyện viên Lê Đức Tuấn từ vòng 3 V-League năm 2023-2024. Thông báo của câu lạc bộ Hà Nội cho biết sau khi chia tay huấn luyện viên Božidar Bandovic, câu lạc bộ đã giao toàn bộ công việc huấn luyện và thi đấu cho trợ lý Lê Đức Tuấn và đội bóng không đạt được thành tích mong muốn. Nhằm cải thiện hiệu suất và chuẩn bị cho những thách thức tiếp theo, ban lãnh đạo đã quyết định thay đổi người chỉ đạo, đặt niềm tin vào huấn luyện viên Đinh Thế Nam, một người có kinh nghiệm và đang có sứ mệnh đào tạo cầu thủ tài năng cho đội bóng thủ đô. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam từng thành công với các đội U16 và U23 của Việt Nam, ghi dấu ấn với việc đưa U16 Việt Nam lọt vào tứ kết giải vô địch U16 châu Á 2016 và vô địch U23 Đông Nam Á 2022 cùng U23 Việt Nam.